Đấy, đứng đây, đứng đây, đứng đây. À, giơ hai tay lên cho con, giơ hai tay lên cho mọi người con. Thấy gì không? Ngon lành không? Rồi, con tên là gì? Dạ, thưa cha, vâng, con tên là Giuse Nguyễn Trung Thịnh, ngài con. Giuse Nguyễn Trung Thịnh, nói con nói chậm mà nói to giống như cha nói á, thì nó người ta mới nghe được. Còn nó lại, con tên là? Con là Giuse tên Nguyễn Trung Thịnh. Bao nhiêu tuổi? 32 tuổi, nhà con ở Đồng Nai. Rồi, Thịnh 32 tuổi Đồng Nai, con được ơn gì? Thịnh nói to lên cho mọi người nghe. Dạ, con được ơn từ bỏ. Ơn từ bỏ, bỏ vợ hay bỏ con hay bỏ ai, bỏ cha, bỏ mẹ, ơn bỏ ai? Con chơi ma túy 10 năm thì chưa, nhưng mà con mới bỏ đây được gần 2 tháng. Rồi, thầy xem, đây là một người anh em của chúng ta, 10 năm dính vào ma túy. À, 10 năm dính vào ma túy như vậy, con đã làm gì? Chị nói cho mọi người để những bạn mà chưa hoặc là đang dính vào ma túy thấy được cái tai hại, cái ghê gớm của ma túy, để đừng có ai đi vào cái chết đó nữa. Thưa cha, 10 năm chơi ma túy, không thời gian là con đến nhà thờ, cũng trong thời gian 10 năm nữa con bỏ, xin tội, cứ lên. 10 năm cứ loay hoay, 10 năm cứ chơi xong rồi thức đêm, không biết làm cái gì. Nhiều lúc nóng tính, từ chuyện cha, từ mẹ, anh em. Nói chung mình mất hết tất cả kiểm soát. Nếu tất cả thanh niên lên cái nền lên mạng, nên biết ma túy đá, tác hại nó là gì. Con mất gia đình cố gắng vì ma túy. Con mất gia đình có nghĩa là sao? Tức là con có vợ. Con có vợ, con hôm nay nó có 4. Vợ chồng con đi dị. Con mất hết. Bây giờ còn cha, còn mẹ, còn anh em. Con biết lòng thương xót Chúa là qua anh rể con. Con biết lòng thương xót Chúa là qua anh, làm sao con biết? Anh rể con bị đục tim. Anh rể con đi cũng lâu. Anh rể con cũng hay kêu con đi. Có một lần con vô nhà anh rể chơi, anh rể con cho 2 cái máy. Nhưng mà một cái máy thì con cho người khác, còn cái máy con lần con chơi ma túy để con đập hư. Anh rể của anh ấy là người đã chạy đến với lòng thương xót Chúa và bị bệnh tim, đã cầu nguyện và đưa 2 cái máy lòng thương xót cho anh ấy. Thì một cái thì anh ấy cho người bạn, còn một cái thì anh ấy lúc mà lên cơn ma túy anh không kiểm soát được mình, anh ấy đập nát cái máy ấy. Rồi sau đó là cái chuyện gì xảy ra? Cách đây 3 tháng thì con có dọn nhà, máy nó hư, con thấy có cái chồng học tụ con nhà có đi nhớ 27 dạng của Trà Long. Thì con có bật đèn con nghe. Con nghe đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba. Hai đêm con vẫn nghe, con vẫn chơi đá, con vẫn chơi mà tính. Nhưng mà bắt đầu đêm thứ ba là con không muốn chơi, có lấy về nhưng mà không chơi. Và hiện tại bây giờ tất cả anh em đến mời con đi chơi luôn. Không cần tiền, con không muốn chơi. Con coi có ghê gớm. Nói chung là không muốn chơi, mình không muốn nghe gì đến nó. Cái ngày xưa nếu mà không có cha cái tập đoàn biết là 10 năm một ngày co bệnh hút ít nhất là phải trên 3 triệu về đá. 3 triệu là ít, nếu như có nhiều con chơi nhiều vẫn được. Và con biết 10 năm, trong 10 năm đó tác hại. Và con cảm ơn cha và tập đoàn, cảm ơn anh rể con cho con biết đến lòng thương xót Chúa. Hôm nay con đi là buổi đầu tiên. Hôm nay buổi đầu tiên con đến với lòng thương xót Chúa. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và trong thời gian tới con cũng cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Con không biết nói gì thêm, con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng cái tác hại của ma túy đá nó khủng khiếp như thế nào. Không những là nó phá hoại cái thể xác, nó làm cho tiêu hao biết bao nhiêu là tiền bạc. Mỗi ngày mà 3 triệu mà trong vòng 1 năm là bao nhiêu, trong vòng 10 năm là bao nhiêu, anh chị em nhận lên cái số tiền đó không nhỏ, rất lớn cả một gia tài. Một ngày chúng ta làm được có 300 ngàn lương công nhân bây giờ, mà bây giờ một ngày anh chơi hết 3 triệu tiền ma túy đá, anh chị em nghĩ coi. Rồi thứ hai nữa, tác hại của nó là đời sống gia đình. Người vợ không thể nào mà chịu đựng nổi suốt 10 năm như thế, cho nên đã chia tay anh, đúng không? Và bây giờ đứa con nó thì nó ở với anh. Chắc chắn là nó phải ở với mẹ, vì nếu mà nó ở với bố thì lúc mà anh chưa cai, nó lại dính vào ma túy đá thì còn chết hơn. Và thưa anh chị em,
ta thấy rằng là Chúa muốn cứu thì giá nào Chúa cũng cứu. Là người anh rể ấy đã được ơn chữa lành khỏi bệnh tim đến đây, đưa về hai cái máy, một cái thì nên tặng cho thằng bạn, còn một cái máy thứ hai là anh đập nát bét không nghe được. Nhưng mà rồi máy thì tan, nhưng mà còn cái CD. Tại vì ngày xưa, cái đây mấy năm là tôi mới làm CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, tôi gửi tặng cho những người đến tham dự. Bây giờ thì không còn điều kiện, với lại bây giờ ít nhà có đầu máy nên chúng tôi cũng có làm này nó tiện hơn. Là ngày xưa chúng tôi vẫn làm có khi cả ngàn cái đĩa và đem gửi tặng hết cho mọi người. Đến từng giáo xứ chúng tôi gửi tặng, mỗi đĩa là 20 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà không biết làm sao mà anh ấy có được cái đó ở trong tủ của anh ấy. Cái máy không còn nghe được thì anh lấy cái đĩa anh ấy nghe. Ngày đêm thứ nhất nghe vẫn chơi, đêm thứ hai nghe vẫn chơi. Nhưng mà sang đến đêm thứ ba thì anh ấy chỉ có nghe mà không chơi nữa. Và từ đó đến bây giờ anh quyết tâm bỏ cái thứ quỷ dữ ấy đi, bỏ thứ chết người ấy đi và quay trở về với lòng thương xót Chúa. Hôm nay anh đến đây mạnh dạn loan báo và làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa đã cứu vớt một con người tưởng rằng 10 năm thương tâm, tưởng rằng đã chết mà không chết. Chúa không cho anh chết, Chúa cho anh sống. Chưa đến ngày tận thế của anh, chưa đến ngày cánh chung của anh. Vì nếu mà Chúa cho anh chết thì anh ta chết chắc rồi, đúng không? Đúng không? Đúng không? Chết về phần linh hồn. Cái chết ghê gớm nhất là chết về phần linh hồn. Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để Chúa cứu sống anh ấy, để hôm nay anh được sống lại. Một người con đã mất mà nay đã tìm thấy, đã chết mà nay đã sống lại. Hallelujah. Anh đập nó đi, vì Chúa cho anh cái khác. Đầy mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, anh đập bao nhiêu tôi cho anh bấy nhiêu. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót tôi gửi tặng cho anh, vì chỉ có sức mạnh của Ngài mới cứu cho anh khỏi cơn ma túy, hoặc là những bạn bè nó sẽ rủ rê anh vì ma quỷ nó điên lắm. Đây là cây quạt, anh giữ lấy để mẹ che chở và chăm sóc gìn giữ anh. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và vì tôi thấy anh đã đeo trên tay một chuỗi lòng thương xót cho nên tôi không gửi tặng nữa. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng tôi. Hallelujah. Xuống cho giao điểm.